Bộ Ngoại giao lên tiếng về bộ phim Quân đội Vương bài của Trung Quốc. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin về bộ phim Quân đội Vương bài của Trung Quốc được phản hồi là có chi tiết xuyên tạc lịch sử. Tại cuộc họp thường kỳ chiều 7 tháng 10 trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với trailer của bộ phim Quân đội Vương bài của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này. Bà Hằng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan. Có các việc làm thiết thực để tăng cường sự hiểu biết hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cũng đề nghị Trung Quốc cũng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố quan hệ xã hội thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước, bà Hằng nói. Mạng xã hội Baidu của Trung Quốc mới đây đã tung trailer phim Quân đội Vương bài với các diễn viên nổi tiếng. Theo thông tin giới thiệu, bộ phim có mốc thời gian là năm 1983. Các nhân vật tham gia chiến đấu và giả phá bom mìn tại Quảng Tây, một tỉnh giáp với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Đối chiếu với lịch sử, không ít khán giả Việt lên tiếng cho rằng bộ phim có những chi tiết có liên quan đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam, bắt đầu từ năm 1979. Trong trailer phim có các phân cảnh quân đội Trung Quốc giáp lá cà và đánh người ngụy trang trong lớp lá cây, cỏ, dùng súng tiểu liên AK. Không chỉ vậy, trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim này cũng trùng khớp với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979. Trước những thông tin đó, khán giả Việt đồng loạt lên tiếng phản đối, kêu gọi tẩy chay bộ phim này.